Ồ, nó vậy mình phải đi. Ui, một cái đầu lâu cỡ anh em. Đúng là cái tổ của nó rồi. Tôi phải làm một miếng oxy trước rồi mình tiến vào. Ủa vậy? Chết. Cái gì vậy? Mày, chơi mày. Rồi, hello tất cả các anh em, đây là Tukita Gaming và mình sẽ trở lại với con game Dead in the Water 2 anh em, con game kinh dị dưới đáy biển. Thì tôi hai tập đầu tôi đã stream anh em, thì tới cái tập cuối này, bởi vì cái tuần này là anh em coi như là buổi tối này tôi cũng bận hết á, tôi không có thời gian để mà stream tiếp cái tập cuối cho anh em xem. Thì không, tôi cũng không muốn để cho anh em chờ quá lâu để mà biết coi như là cái kết thúc của con game này như thế nào. Cho nên là tôi sẽ quyết định làm một cái video luôn anh em. Hay mình sẽ còn, tôi nghĩ là sẽ còn mấy cái dòng lặn thôi là mình đã có thể kết thúc con game này rồi. Đây, cho nên là mình vào luôn nha anh em. Rồi, đai thứ 14 anh em. Gần xong rồi đó, 15 đai là hết đó anh em. We've just discovered an old manuscript that mentions a small chamber hidden beneath the sunken city ruins. We may have seen it before, but we never realized its true significance. The ominous engravings on the wall reveal the location of Death's Lair. We must make our way there immediately and see if we can find the map. Ô, con này sẽ nằm chết đây vậy? Con này như tôi mới bắn đúng không? Đúng rồi. Đây anh em, mình đang sắp tới coi như là một cái thành phố và chìm dưới đáy biển rồi nha anh em. Sunken City. Ui cái gì vậy? Mất dạy con chó này. Tao chưa kịp làm gì hết. Đã. Ôi tối tao có. Mày điên. Nào gài, gài chết bà đó. Mày điên. Đây, bắn súng số 2 này để đuổi cho nó đi anh em ơi. Chứ để tụi nó bù bù mệt quá. Nào, em chỉ muốn là ăn đồ tí. Ây da. Cái đám này bây giờ nó đầu ra xuất hiện ghê quá anh em ơi. Tôi phải bắn bớt đi. Không để tụi nó đu bu quay quanh mình được. Tụi con không đi lấy kho báu luôn, tụi chỉ đi lấy đồ lấy máu này nọ thôi. Hay lắm, quá trời này. Ôi, và lặn ra một cái chỗ rất là sâu rồi nè anh em. Ra một cái open water, ok gì đây? À, bộ xương con cá nhà táng đúng không? Cái này giống xương khủng long đó anh em, cá nhà táng nào mà có cái bộ chân và bốn móng như vậy, đúng không? Giống như một con voi mammoth hay sao ấy. Đây, đây mới là xác của cá mập trắng khổng lồ hay sao nè. Hình như là nó có liên quan tới cái hầm ở dưới anh em. Cái hầm mà hôm bữa mình đi xuống hay sao ấy. Rồi để tôi đi xuống thử xem nha. Ôi, tụi nó đang ở đâu vậy ta? Đây rồi, nó mới phóng tôi kìa. Ôi nhưng mà khoan đi. Đi, mình đi xuống đây trước đi nè. À, ngay đầu. Mấy con tiền cá này la ghê quá. À, có một cái hộp ngay đây luôn nè anh em. Đấy. Được một công đôi việc luôn. Đây đúng đó kìa anh em. Một cái bản đồ. We've got to stop these vicious attacks once and for all. Đây là một cái tấm bản đồ và nó chỉ cái nơi nha anh em. Đây nó chỉ cái địa điểm cái tổ của cái con Kraken đó. Nếu vậy thì mình đi ra lại đi. Tới rồi anh em ơi, tới rồi. Ờ, đây để tôi đi ra đây đi. Đứng gần cái oxy. À, đây sẽ là chỗ tôi chiến đấu. My playground anh em. Và ê mày. Đâu rồi? Rồi đứng đây đi. Cho nó an toàn. Come on. Ui ui. À bây nó là lấy shotgun ra vừa đó. Bây giờ nếu được thì tôi canh bắn ngay đầu. Bắn ngay đầu nha anh em, một phát chết. Ngay đầu nè. À đông quá. Đợt này đông quá, bắt đầu lấy Gatling gun ra chơi.
mà bắn ngay đầu headshot anh em. Dễ chết hơn anh, nào giờ tôi không để ý. Ê ê ê ê ê ê ê. Ôi con này nó mổ gì trên đầu xuống kìa. Quay chết chết chết. Rồi thôi xong, bị nó chọt anh em ơi. Mày chọt tao. Tôi thấy đúng là hình như là chỉ có cần mỗi cây sọc gân thôi anh em là cũng đủ sống rồi. Con này dai quá, tôi phải cho nó súng bắn tỉa. Chết ngắt rồi. Đâu đó. Đây đứng đầu lưng vô cái chỗ này nên em dễ sống hơn à. tự nhiên sau lưng có nguyên con thủy quái khổng lồ xuất hiện. Đây à. Chà, bu đông bu đỏ vô. Ủa con này sao lại vậy? Mày lì nè. Tôi nghĩ là dòng này chắc ít nhất cũng phải có hai con cá mập trắng khổng lồ xuất hiện đó anh em. Trời ơi, một con cá mập trắng khổng lồ, đúng rồi, thấy chưa anh em, xuất hiện rồi này. Con này đúng là để cuối nó mới xuất hiện không mà anh em ơi. Ôi nổ đi. Nổ. Ừ, hay lắm. Mày. Tôi mới quăng cái bẫy vụ của nó anh em thấy không? Đó thịt tươi rồi, nó tới liền thấy không? Ê. Mày con này cắn đầu lắm anh em. Bập nó. Tôi còn có 72 máu thôi, nãy giờ bị nó cắn đau quá. Y. Bơi thôi anh em, bơi thôi. Rồi thôi xong, còn một máu. Rồi thôi xong. Xong tôi rồi. Ơi. À, có gì dính vô đầu nó kìa anh em. Ủa nó ăn cái cục đó. À tôi nói dí theo. Nào cút đi. Trời tôi giết xong rồi. Ơi, cho tôi qua cái màn đi, còn có một máu rồi anh em ơi. Một đớp nữa thôi. Ê, bây giờ không còn một cục. Sắp hẹo rồi. Cho tôi hồi máu đi mà. Không còn cục nào hồi máu không anh em? Xung quanh đây chẳng còn một cái hộp nào hết vậy. Ghê quá. Nào cho em một hộp gì nữa đi mấy anh. Có một cái hộp gần em. Ê, có con nào tới không? Ghê quá. Tự nhiên nó mò xuống một cái. Cái gì vậy? Lúc này ngàn cân treo sợi tóc luôn nè anh em ơi. Coi như là một sống một mất một còn luôn rồi nha. Tôi còn có 59 máu thôi. Tôi phải. Nào nhanh lên. Mày cút. Tôi phải đi lên đây anh em. Đứng dưới này là bị tụi nó thịt liền. Đấy lên đây quan sát coi. Đây một con cá mập trắng nữa kìa. Cá mập trắng nè. Ơi sao thay đạn lâu vậy. Cá mập trắng nè. Ui. Hết sức cẩn thận. Hit shot, return to die, area biết rồi, đem trở về, nó không cho tôi trốn rồi anh em ơi. Wow, mày nè. Ôi đông quá. Lúc này thì nên lấy đạn. À, bơi. Lẹ lên. Ý, trời ơi, miếng chết đi bơi. Con này nó mà cầm một cái là chết liền. Ý, bậy, dở cái mặt nó bậy. Nào gài đạn. Gai đạn cho em lẹ lên. Được một con nữa kìa. Một con này nữa. Mày. Rồi. Xây lưng lại anh em. Đứng xây lưng lại. Đừng để tụi nó bao vây. Đúng rồi. Lui ra. Mày sao. Đâu rồi con cá mập khổng lồ. Đâu rồi anh em. Cẩn nha. Con đó nó hay. Đây rồi. Mày xuất hiện hả. Úi. Mày. Ý, lấy cây súng nhắm ra. Thì loát đinh để tôi.
mày nè. Yeah. Rồi, màn cuối anh em chuẩn bị đi. Màn 15 là đai cuối nha anh em. Phát hiện ra coi như là cái tổ của nó rồi anh em à. Ôi tôi mệt quá. Vì con game này tôi mệt quá anh em à. Có vậy mình sẽ nâng cấp vô cái súng này luôn đi ha. Ok, fire ray, reload ray nè. Cho nó cấp hết luôn, explosive damage. Rồi coi như là gần coi như là mắc hết luôn rồi đó anh em. Rồi. Màn dòng cuối cùng nào anh em, chơi. After studying the map, we've been able to pinpoint the location. The Death Lair. Đây anh em, cái con Kraken đó nó tên là Death nha, cái chết. It paints a horrific tale of sirens offering human sacrifices to appease their Kraken god. We dropped in oxygen and plenty of ammo. You're going to need to swim through open water to get to its stronghold. Unleash every ounce of firepower at your disposal to banish the Kraken back to the depths from which it emerged. Trời ơi, cái tôi cần là máu mà anh em. Con này đi chỗ khác. Cái tôi cần là máu mà. Đừng có cho đạn nữa. Anh mày nhiều đạn lắm, anh mày đang cần máu. Come on. Dòng cuối rồi mà không còn một cái miếng máu dự phòng anh em ơi. Không hiểu tại sao. Ai à. Mày hả con. Sao nữa. Con này đừng có mò tới nha. Con này có thấy mùi. Thấy cái mùi lắm rồi. Ôi mà đúng là đi ra xuống. Úi dạ 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 dạ. Mày. Hay là tụi nó ở phía sau anh em. Đấy lát trên kênh nè bác. Con điên, con điên. Cái con đó cái gì mà yếu anh em, bắn ngay đầu là chết à. Thôi đi xuống. Ôi mà đúng là ra nguyên một cái vùng biển chẳng thấy đáy luôn anh em. Tôi rất là sợ. À. Tôi rất sợ những cái vùng biển. Ôi đi xuống cho lẹ đi. Mày nè, mày quất ra cho anh. Đây rồi, di tích Atlantis dưới đáy biển anh em. Ủa đây là cái tổ của nó chăng? Ủa tụi nó bu bu. Nó bu. Nào, ăn cũng không xong nữa là sao? Ôi băng trướng thì ăn anh em ơi. Cá mập đầu búa. Cá mập đầu bùi. Cá mập đầu bò. Đầu bò nè. Tôi phải chặt. Đúng rồi anh em, cái này là phải. Mình phải bơi liên tục. Không thể nào đứng một chỗ được. Nào lấy súng nhắm ra chơi đó. Ê, 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 ê. Thôi thả trước đi. Mày nè. Mày nè. Chơi con này luôn em. Ngay cái đầu. Ôi, ôi, nó tới kìa. Hay lắm. Chết rồi. Dở mặt cả bậy. Mày tưởng mày mập anh mày sợ bè à. Tôi phải có ít nhất 3 bình máu anh em. Phải an tâm để mà giết boss. Hay lắm, đạn sọc lên cho anh nhiều nhiều lên. Ô và nó, để tôi xem nha. Ăn trước đi anh em, loot hết đi. Để xem xung quanh này có cái gì. Đúng là khúc cuối, càng cuối game dòng cuối thì sẽ càng khó nha anh em. Lúc đầu cứ thấy dễ chơi. Nào. Ủa đạn nhiều quá mà full hết rồi. Ô nếu vậy mình phải đi. Ui một cái đầu lâu cửa anh em. Đúng là cái tổ của nó rồi. Tôi phải làm một miếng oxy trước rồi mình tiến vào. Ủa giờ chết. Cái gì vậy? À, à. Mày chơi mày. Tôi đã biết. Rồi 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 rồi. Ủa nhưng mà cái chỗ này là sao? Sao lại có một cái hang của nó anh em. À nó thông nhau vậy hả? Mày. Ui bắt gặp em ấy rồi. Đẹp trai thật anh em ơi. Ui sao nhìn thấy muốn bạch tuộc tái chanh. Bò nhúng giấm ồ lộn à, bạch tuộc wasabi anh em ơi. Anh em ăn sushi bạch tuộc không? Tôi mời anh em nè. Ê nó chơi gọi đệ nó cả mất dạy. Mất dạy mày. Mất cái dạy nè. Mất dạy nè. Ôi ôi cẩn thận anh em ơi. Ghê quá. Ui hình như nó sau lưng tôi sao ấy. Đúng rồi à, đây lấy súng xiên thấy bà mày này con. Nào gài đi. Xiên qua ốc o nè. Ui. Chết chà chết chà. Con này chơi sao anh em. Để tôi lấy lát tinh gân tôi bắn thử xem. Ui
nó đàn cái gạt ghê quá. Hay lắm, lại có máu. Hay lắm. Nó trốn rồi anh em ơi. Nó trốn rồi. Ồ. Chắc mình phải giết hết cái đám đệ nó mới ra sao ấy. Nổ đi, chết chưa? Chưa nổ, chưa chết à. Mày này. Để nó chui vô tổ lại rồi anh em. Nó đâu ta? Đây rồi, mày núp ở đây à, con chó kia. Đây, xiên nó nè. Ồ. À, cái tổ nó ngay đây nè anh em. Nó để quá trời coi như là đồ cho mình chiến đấu nè, hay lắm. Đây, núp sau tảng đá cái coi. Đây con kia. Cút. Ui da. Ui, nó phun độc, nó phun nọc rồi anh em, không thấy gì luôn ấy. Nào, tại sao đông vậy? Quên, phải bơi chứ anh em, phải bơi chứ. Đừng có đứng một chỗ. Nào, ghê quá. Tôi cho nổ trước đi. Ui, cái này bắn đâu có tới, quên. Hình như là mình phải giết hết cái đám này, cái anh em, trong lúc mà chịu sự tấn công của nó. Xong rồi nó hết cái đỏ thì mới bắt đầu đánh được cái con bạch tuộc hay sao ấy. Mình nghĩ vậy. Rồi nếu vậy thì chơi đi bạn. Đúng rồi bạn à. Thông quá. Ý. Ui rồi thôi xong. Ẩu rồi. Tôi nghĩ là sắp hết oxy rồi anh em. Đâu tôi bắn hình như không có trúng nó hay sao ấy. Đi xuống lấy oxy cái. Ôi ghê quá, không nói nên lời luôn. Làm bình oxy cái đây tính gì tính. Nó đâu mày đâu. Cây nè. Úi da. Đúng là chúng nó mà nó không có đam anh em. Tôi nghĩ là đúng á. Tôi làm miếng máu cái. Tôi phải đi vào đây. Mày đi vô bác chơi. Đây anh em, tôi đi vào đây tôi lấy thêm máu đi. Ui rồi thôi xong rồi. Sắp hết đạn rồi anh em. Tại sao tôi bơi chậm quá vậy? Nào thêm đạn cho em. Hay lắm, cứ vậy mà làm anh em. Nói chung là còn có nhiều máu là ok, không có gì hết á. Nó đâu. Chạy đi đâu cưng? Ê. À! Con còn cho thấy tìm cái con tiên cá mặt nồi nữa nè em ơi. Nhắm lại bắn cho dễ rồi. Mày nè. Rồi bé này lại đây luôn đi. Hay lắm, có một bình máu nữa, đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, toàn là xác cá dưới này anh em ơi, một cái chiến trường kinh khủng quá. Cái gì vậy? Đứa nào? Loát đinh lẹ đi, sợ phải nồi này em ơi. Mày chạy á con. Được đấy. Ở đâu rồi? Ủa, con này nó lẫn nhanh thật. Đâu rồi, nó đâu. Hình như bắn nó vẫn mất máu rồi anh em, đúng không? Đúng rồi. Hay lắm. À, vậy là bắn nó vẫn mất máu nha anh em. Đâu để tôi xem. Giờ tí coi, nó có chết không nha anh em. Để coi nó có trừ cái điểm đâu.
Ui. Đi đi đi. Come on. Ê, bà cha mày nè. Lấy súng nhắm mẹ bắn mày nè. À! Ồ, nó có mất máu không ta? Sao tôi không thấy nó mất máu ta? Đã hiểu hả? Đây đây, sắp hết cái cây đỏ rồi kìa anh em. Ừ ừ ừ, đạn sụp lên đâu, đạn sụp lên đâu. Hay lắm. Ồ. Hay lắm. Đâu có dễ bé, đâu có dễ. Cho mày nổ nè. À, ôi phun kìa, đúng rồi, nó phun mực kìa anh em. Rồi bé à, số phận bé lên dĩa với anh rồi. Ý, có một con cá mập. Ma cô sát. Rồi thôi sao dính rồi, bị nó cạp dính rồi anh em. Giờ mà nó có nó ra thêm một con cá mập. Ôi da, nó ra thêm cá mập đầu búa nữa thì thôi xong. Mấy con ma cô này khó chịu thiệt luôn á anh em. Tôi bực mấy con này lắm luôn á. Giết coi như là bà giết con cháu nó luôn anh em, không cho nó đẻ trứng nữa. Mày nè, ở chết cha, oxygen của tôi. Oxygen. Mày lẹ đi, mày còn chơi gì nữa. Giờ bơi giờ bắn. Đây hình như là tôi bắn nó được rồi đó anh em. Đúng rồi, như nó mất máu kìa. Đúng rồi, còn hai bình máu. Để chơi luôn. Hình như tôi thấy mấy con cá mập nó hết ra rồi anh em. Đâu không ta? Ý, đúng rồi. Ôi giời ơi, ôi nó điên lên rồi, thôi đi qua đây. Điên kệ mày, anh mày trốn đây. Nó đâu ta? Ủa vậy? Final scream, the Kraken fell silent. It drifted from slowly. Nó chết rồi anh em, và nó đã coi như cái xác của nó đã chìm xuống dưới vực sâu thẳm của đáy biển. Trận chiến đã kết thúc. Tôi là người chiến thắng. Vậy mà chiến thắng gì dễ dàng vậy? Nói chung cuộc chiến cũng cam go lắm anh em, cũng mệt lắm nha, nhưng mà tôi mong chờ một cái kết coi như là nó ghê hơn tí. Nói ra cái con này là con này chỉ là một con bạch tuộc khổng lồ thôi anh em, chứ không phải Kraken gì đâu. You are in the top 5% worldwide. Mẹ chơi game một mình mà còn đứng xếp hạng nhất thế giới là sao không hiểu nữa. Đó anh em ơi, cuối cùng thì tôi cũng đã coi như là tiêu diệt cái con thủy quái Kraken, một con bạch tuộc khổng lồ, nhúng giấm lề cho anh em xem cho con game Dead in the Water 2 này nha. Thì nói chung là đánh boss cũng khá mệt mỏi nha anh em, cũng khá mệt đấy. Nhưng mà chủ yếu là khó vì tụi nó đông hơn em, chứ còn mà cái lúc đánh cái con bạch tuộc thì tôi thấy nó hơi dễ. Tôi còn tưởng là nó sẽ có nhiều trạng thái rồi nè, kiểu nó phun dồi, phun mực rồi nó bắt mình lại này nọ nữa chứ. Nhưng mà nói chung vậy là quá ổn với con game này rồi anh em, một con game rất là hay, đồ họa không chê vào được anh em. Và ok, cảm ơn em đã theo dõi Chúng ta đang gaming con game Dead in the Water 2 nha. Coi như là hẹn anh em ở những buổi stream sau thì tôi sẽ coi như là kiếm những con game mới để stream cho anh em xem. Ok, cảm ơn em rất nhiều, hẹn gặp lại.